Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thí điểm mô hình chợ nhân đạo tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. 250 phiếu hỗ trợ mua hàng có trị giá 100.000 đồng tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đến với chợ nhân đạo, người dân sẽ được nhận những mặt hàng thiết yếu như gạo, nước mắm, bột canh. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo 2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thời gian tới, mô hình chợ nhân đạo sẽ được Hội Chữ thập đỏ triển khai ở tất cả các huyện, thành, thị còn lại.